mấy cái hồng này là em trồng trong cái bồn ở ban công được đúng không? Dạ. Anh em mình mua mấy cái hồng đi anh, hồng nhà mình sâu về quê nó tàn hết rồi. Cây này là kim ngân lượng, hy vọng năm mới có nhiều lượng. Linh ngồi chiêu chiêu thích không con? Dạ thích. Hôm nay là ba trồng cây trồng hoa lại đó. Trời ơi, có không gian cũng thích ha. Trời ơi, ăn giỏi quá, ngon lắm hả con? Hả? Ngon hả? Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc thế. Hôm nay nắng quá, nắng luôn. Hôm nay thì mình đi tới chỗ cái vựa cây ngay góc đường Nguyễn Oanh với là Nguyễn Văn Lượng nè, bởi vì mình ở Gò Vấp. Đường Nguyễn Văn Lượng nè. Hai bên nhà vẫn còn hoa rất là nhiều ha. Đến rồi nè. Tới rồi. Đây rồi nha. Ủa anh đậu phía dưới này nè. Quá nhiều cây và hoa luôn nè. Mua thôi nha. Mua hoa gì anh? Vừa thấy nó hay ra cái màu tím mà. Hỏi hỏi người ta xem. Mình để trên ban công đó. Mấy cái hồng này là em trồng trong cái bồn ở ban công được đúng không? Dạ. Anh em mình mua mấy cái hồng đi anh, hồng nhà mình sâu về quê nó tàn hết rồi. Mình lấy ba chậu này nè. Dạ chưa biết chị ơi, để hỏi chị kia đã. Ba chậu hồng này nè. Mấy chậu hoa cảnh nè. Hoa này cũng được á hả? Không biết cây gì ta. Ủa chị, mấy cái chậu kia là cái gì chị? Cái chậu mà có lá hồng hồng. À, nó cũng có ý nghĩa tốt đúng không chị? Nhìn cây cố thì thấy thích ha. Quá trời. Mát mắt luôn. Lừa cây hay cây thần tài rồi đi anh. Thần tài hoặc đại phú gia không được anh, mình bỏ trên lầu đó. Cây với cái chậu cao cao xíu.
học phạt hay sao? Cái gì ta? Đâu có ai cái gì ha? 250 một cây. Rồi, ủa phải lấy chậu cho em nha. Lấy chậu thì phải có. Nhà mình có chậu chưa? Nhà có chậu rồi. À, nhà mình có chậu rồi ha. Lấy hai cây tương xứng để hai bên ha. Cái tán á, thì hai cái này thì nó xem xem nhau, cái tán thì hai cái này nó xem nhau. Đúng rồi. Chọn và nghĩ là hai bên kìa. Ờ à, đúng rồi, hai cái hai bên đó. Tổng thiệt hại mua cây của nhà mình hôm nay. Có hoa có cây nhìn cho nhà nó có sinh khí. May mắn đi ha. Rồi hôm nay anh làm đi nha. Trồng lại cây cho vợ. Cố gắng tạo ra một cái không gian để có thể trồng cây nè, trồng hoa nè. Sau Tết thì nó hơi tiêu điều. Tại vì về quê đó, không có ai ở lại tưới như vậy, nó chết hết mất tiêu. Việc trồng cây, chăm sóc cây là do đồng chí trồng. Nhưng mà đồng chí chồng nhiều khi bận quá thì cũng chỉ tưới nước thôi à, chẳng có chăm gì hết. Bây giờ đồng chí chồng đang đổ cát không anh? Đất trồng đúng không? Quên lộn, đất trồng. Đổ lộn đó, bây giờ bỏ cây vô rồi đổ tiếp. Ờ à, đúng rồi. Ảnh là hồi xưa là dân chuyên trồng cây. Mà thích thì làm, không thích thì thôi à. Do vậy cây ở nhà nó hơi, dạo này nó hơi bị còi cọc. Lúc trước thì nó rất là tươi, xanh luôn, ra hoa quá trời. Lúc này anh bận quá, ít làm. Một cái cây sắp đẹp anh phải ráng sao chăm cho cây này nó tươi tốt đó nha anh. À cái gì để coi thử, cây này là kim ngân lượng, hy vọng năm mới có nhiều lượng tiền. Đúng không anh? Trời ơi, cái ban công thì nói chung nhỏ nhỏ thôi. Mà ổng cũng bày mua cho được cây vàng tưới tự động. Nhưng mà dùng được có mấy bữa à. Sao? Cái vàng tưới tự động đó của anh, nó vì sao mà nó sớm sớm không sử dụng được nữa. Kể khai cho cả nhà biết. Nhìn anh qua tán lá.
trời ơi, hình ảnh một người đàn ông ngồi trồng cây phụ vợ đẹp chứ bộ. Đúng không cả nhà? Hình như cái hồ người ta dặn là chút hồi là mình tưới và để trong mát chút xíu đã đúng không? Thôi cây nó cũng sốc nhiệt đó nha. Do vậy trồng chứ nào đi mua hoa phải có người bán, người ta hướng dẫn tận tình chứ đúng không? Mình người trồng làm sao mình có nhiều kinh nghiệm được. Còn nhiều khi có những người bán hoa mà không biết gì luôn, hoặc tư vấn sai nữa. Cố ý nói cho chết thì ra mua tiếp mà. Tào lao anh. Tội. Nhiều người ta thật sự người ta không biết thiệt chứ. Nhưng mà thà như vậy nói không biết đúng không? Chứ còn mà cứ nói tào lao một xíu là thôi rồi, mình mua là mệt rồi đó. Nói chung trồng cây chơi hoa gì cũng lắm công phu ha. Hoa hồng. Không những hoa hồng trồng khó chứ hả? Nhà mình trồng mấy đợt mà cứ đi đâu, đi du lịch hoặc là đi đâu một cái mà không tưới nước một cái là thôi. Đúng rồi, để nó đẹp quá trời. Cảm ơn ba Minh Linh nha, vì sự nghiệp nhà xinh xinh của vợ. À quên, mà của cả nhà chứ đúng không? À, nguyên cả buổi sáng hôm nay là làm phụ vợ nhiều quá trời nè. Hôm nay trời nắng đẹp quá trời, xanh ơi là xanh. Ban công sau khi đã trồng lại các loại cây và hoa rồi nè. Sáng sớm ha, hoặc chiều chiều buổi tối trời mát mình có thể ra đây ngồi nè, uống trà, ăn bánh ha. Trời ơi nghe nó chiêu chiêu rồi đó ha.
giùm mẹ cây lá lên đi con, trang trí cho nó đẹp nè. Rồi, cảm ơn. Linh ngồi chiêu chiêu thích không con? Dạ, hôm nay là ba trồng cây trồng hoa lại đó. Trời ơi, có không gian cũng thích ha. Đèn
Ủa nhưng mà vài bữa mình bật cái đèn đỏ đỏ cho nhìn cho nó lãng mạn đi anh. Đèn này sáng quá. Thích không con? Thích. Thích ha. Hôm nay là ở chỗ này á, mày con thấy quay tóp tóp à, quay tóp tóp hả? Có một chỗ để có thể là ngồi chill ha. Đúng không? Ba là chiều mẹ con mình đó, đúng không? Làm để có một cái góc nè để có thể ngồi thư giãn. Hay quá. Nhìn xe chạy qua lại cũng được ha. Trời ơi, quay TikTok hả? Thực hiện liền á, tức liền hả con?